Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố đẹp với diện tích ngang 5, độ sâu 10m, thiết kế 1 trệt 2 lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà xây với kiến trúc hiện đại, với hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà, một căn nhà thiết kế rất đẹp, không gian xanh mát, diện tích ngang 5, cực kỳ cao cấp. Tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế 1 trệt 2 lầu, bao gồm khu vực không gian, khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Căn nhà thì thiết kế rất đẹp, chúng ta nhìn mặt tiền bên ngoài căn nhà này. Căn nhà này đang nằm trên trục đường Quang Trung, sát với ngã ba Tân Sơn và Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một mẫu nhà phố hiện đại ngang 5, rất tuyệt vời. Giá bán chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng thôi, còn bớt. Quý chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Chúng ta tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là một con đường xe hơi 5m. Xe hơi xe tải vào tới nhà và di chuyển vào nhà được luôn nha quý vị, cách mặt tiền khoảng chừng 100m thôi. Và chúng ta sẽ vào trong để tham quan căn nhà phố rất đẹp, nội thất cao cấp, tặng full khi mua này nha quý vị. Ở đây thì chúng ta đang thiếu một số nội thất như là tivi, tủ lạnh và máy lạnh nữa. Thì thứ hai sẽ giao về hết nha quý vị. Hôm nay Hùng quay trước thì chúng ta mới có nội thất cơ bản, chưa có tivi, tủ lạnh và máy lạnh. Nhà thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sát bên ngoài, lớp cửa cuốn bên trong. Di chuyển vào trong thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng khách và khu vực đậu xe. Thì nhà ngang 5 nên phòng khách rất là rộng với sàn được ốp gạch 80, có sofa và tủ kệ tivi. Trên trần thì chúng ta có đèn chiếu sáng và đèn led trần thạch cao phẳng. Trên tường chúng ta sơn hiệu ứng nhìn rất là lung linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà ngang 5, thiết kế rất đẹp và giá bán tương đối là hợp lý cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Hãy gọi cho Huy Hùng để tư vấn xem nhà và hỗ trợ mua nhà với giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có rất là nhiều những sản phẩm nhà đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ cho quý anh chị tham quan và chọn lựa nhé. Nhà này rất là đẹp, giá bán tương đối hợp lý, tặng kèm full nội thất, thì quý anh chị chúng ta thấy căn nhà này hãy gọi ngay cho Huy Hùng để được tư vấn và đi xem ngay nha. Căn nhà này Hùng đảm bảo sẽ bán ngay trong tuần thôi. Khu vực không gian phòng khách chúng ta thấy có sofa này, có tủ kệ tivi và có đèn chiếu sáng cũng như là trần thạch cao bên trên. Phía sau sẽ là không gian bếp, thì chúng ta có tủ kệ bếp trên dưới rất là rộng, được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Tủ bếp thì chúng ta có khu vực để tủ lạnh này, có bồn rửa chén bát, khu vực giá kệ để chén bát và khu vực máy hút mùi. Không gian bếp thì chúng ta có bàn ăn tặng kèm đây, bàn ăn tặng kèm nha mọi người, bàn ăn 6 ghế, nhà ngang 5 nên thiết kế rất là đẹp. Di chuyển xéo qua bên đây chúng ta sẽ tới với khu vực không gian vệ sinh này, vệ sinh những tầng trệt này. Phòng vệ sinh những tầng trệt thì chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi cũng như đèn led. Đây là Hùng đang quay không gian phòng bếp và phòng khách những tầng trệt cho mọi người nhìn. Nhà rất là đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, không gian sang, sáng, hẻm xe hơi vào tận nhà. Và giá bán chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng còn bớt, quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Hùng nha. Rồi theo chân Hùng chúng ta di chuyển theo cầu thang lên tham quan các phòng ngủ nhé. Cầu thang được ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn của căm xe và lan can bằng sắt. Chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng ngủ, chúng ta sẽ tới phòng ngủ số 1 và số 2. Phòng ngủ số 1 và số 2 thì chúng ta sẽ tới với giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo và có cửa sổ ra khu vực bên hông này, lấy sáng cho phòng ngủ này. Phòng ngủ thiết kế màu sắc phối màu rất là đẹp, nhìn không gian khá là sang nha quý vị. Đây phòng ngủ giường ngủ rất là rộng này, tủ áo đẹp to và đựng trần. Phòng ngủ số 1 của căn nhà chúng ta nhìn quá là sang chảnh luôn nha quý vị. Có cửa sổ lấy sáng và lấy gió này, có tủ kệ tivi. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch giả gỗ, màu tương đối sáng. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Chúng ta đang tới phòng gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước thì chúng ta thấy cũng có tủ kệ tivi, khu vực bàn trang điểm, giường ngủ 2m. Phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Và màn rèm cũng như là tủ áo đụng trần được gia chủ tặng kèm khi mua. Nhà thiết kế đẹp, nội thất sang trọng và cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Hãy gọi cho Huy Hùng để được tư vấn xem nhà ngay và hỗ trợ mua nhà cũng như hỗ trợ vay ngân hàng nhé. Ngay lầu 1 chúng ta có khoảng ban công. Chỗ này chúng ta trồng cây xanh, phơi đồ hoặc là chúng ta trồng cây, ngồi chơi, uống trà đều rất là tuyệt vời. Đây là khoảng ban công ở lầu 1 này. Khoảng ban công tương đối là rộng nha mọi người. Có cửa sổ ra luôn, có vòi nước tưới cây.
Quán công này ngay ở phòng ngủ số 2 nha. Chúng ta đang tới phòng ngủ số 2. Thì cái phòng ngủ này thì mà gia chủ còn gắn thêm máy lạnh nữa nha. Gắn thêm máy lạnh. Dưới phòng khách thì chúng ta còn tủ lạnh và tivi tặng kèm khi mua. Như vậy là chúng ta vừa tham quan xong hai phòng ngủ và chúng ta sẽ tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 1 và số 2. Chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và có khu vực để gắn bồn tắm đứng. Phòng vệ sinh ốp gạch phun trần với đèn mờ và đèn chiếu sáng rất là lung linh. Đây là phòng vệ sinh có phòng ngủ số 1 và số 2. Rồi tiếp tục theo chân Hùng, chúng ta lên lầu để tham quan không gian sân thượng cũng như là phòng ngủ số 3. Chúng ta đang tới với khu vực không gian sân thượng phơi đồ và khu vực phòng ngủ số 3 của căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 3 nha quý vị. Phòng ngủ số 3 này giống phòng ngủ số 2 phía trước này. Chúng ta cũng có giường ngủ, tủ kệ tivi, bàn trang điểm, phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công, màn rèm cửa. Chúng ta đang tới với không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Thì chúng ta thấy này, giường ngủ và tủ áo rất là lung linh, đẹp và cao cấp. Nhìn rất là mờ ảo luôn nha mọi người. Phía trước vẫn có ban công và cửa ra ban công. Đó, rất là tuyệt vời nha mọi người. 5 tỷ 950 triệu đồng. Ngang 5, dài 10, vuông vức. Sổ hồng riêng, có sổ hồng rồi. Công chứng mua bán nhanh trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% giá trị căn nhà khi mua. Hãy gọi cho Hùng để tư vấn xem nhà và hỗ trợ mua nhà với giá tốt nhất khu vực quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phòng vệ sinh số 3 ở căn nhà, phòng vệ sinh có phòng ngủ số 3. Thì phòng vệ sinh này với giường ngủ, tủ áo, phòng vệ sinh này với lavabo rửa mặt, gương soi, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sen thuyền và cửa sổ ra khu vực mặt tiền. Chúng ta sẽ ra khu vực phơi đồ và sân thượng nha. Khu vực này chúng ta để máy giặt, phơi đồ và đây là khu vực sân thượng của căn nhà. Thì có cây xanh này, có cầu thang leo lên trên này. Đây là cầu thang leo lên trên mái này. Trên mái thì chúng ta đổ bê tông luôn nha quý vị. Và khu vực giặt đồ ở đây, chúng ta có vòi nước và khu vực để máy giặt đây nha quý vị. Có đầy đủ không gian hết, giặt đồ, phơi đồ, sân thượng của căn nhà, 3 phòng ngủ. Không gian đẹp, thoáng mát, giá bán này tương đối hợp lý. 5 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Hãy gọi cho anh Hùng để được tư vấn xem nhà và mua nhà với giá tốt. Nhà đất Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.